初的开始伴随着你离开，我的房间充斥着你的期待，骑着电动车在城市绕了一圈，却依然想要继续与你的画面。我已忘记时间，歌单重复了三遍，在夕阳的尽头我才注意到变了季节，不知道是否有天你还会在原地等我 like you do。Yeah, I'll begin a path for you. Yeah, I'll begin a path for you. Yeah, I'll begin a path for you. I know you will find someone new, so that I'll begin a path for you. Yeah, I'll begin a path for you. Yeah, I'll begin a path for you. I know you will find someone new, so that I wish it's me. Tập 2Báo cáo khẩn cấp, tòa nhà thí nghiệm hóa học đang xảy ra hỏa hoạn. Xin mọi người mau sơ tán bằng lối đi an toàn. Lộc Hồi, cậu không sao chứ? Lộc Hồi, cậu nói gì đi Lộc Hồi, cậu không sao chứ? Lộc Hồi, Phồn Tinh. Lộc Hồi, cậu nghe được không? Cậu nghe thấy thì cho mình biết là ở phòng học nào đi. Lộc Hồi, cậu cố lên, mình tìm người đến giúp cậu rồi. Mình cũng sắp tới rồi. Cậu vẫn ổn chứ Lộc Hồi? Lộc Hồi, cậu nghe được không? Lộc Hồi. Lộc Hồi, Lộc Hồi, Lộc Hồi, cậu nói gì đi Lộc Hồi? Lộc Hồi, cậu nghe thấy không? Lộc Hồi, Lộc Hồi, Lộc Hồi, Lộc Hồi, cậu chờ mình, Lộc Hồi. Lộc Hồi, Lộc Hồi, Lộc Hồi, Lộc Hồi, Lộc Hồi, nào, cố lên nhé. Cố lên, cô sẽ không sao đâu. Cô vẫn ổn chứ? Không phải cô định nôn chứ? Đừng, 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 đừng. Vừa bị hắt cơm, vừa bị nôn khắp người. Tại sao lại làm thế với tôi chứ? Lộc Hồi, Lộc Hồi ơi, mau lên, mau lên. Lộc Hồi sao rồi? Bé đi mau lên. Đưa tôi, từ từ thôi. Giang Kiệt, cẩn thận đấy. Cậu đưa cô ấy đến nơi an toàn đi. Được. Cậu không sao chứ? Không sao. Lộc Hồi à, không sao chứ? Không sao đâu. Đồ mít ướt, mắt mù lòa, đồ mít ướt, mắt mù lòa, đồ mít ướt, mắt mù lòa, thả tớ ra.
Các cậu làm gì thế? Đi thôi, đi thôi, đi mau, đi mau. Chờ tớ ra ngoài với. Em đi theo anh đi. Dạ. Em mấy tuổi rồi? 8 tuổi à? Anh lớn hơn em 1 tuổi, anh 9 tuổi rồi. Sau này em phải gọi anh là anh. Anh ơi. Anh ơi, sau này em sẽ còn gặp lại anh chứ? Nhất định sẽ gặp lại thôi. Anh ơi đừng đi. Anh ơi, chờ đã. Lục Hồi, cậu tỉnh rồi. Cậu làm mình sợ chết đi được. Phồn Tinh, mình không sao. Lần sau mình sẽ không để cậu đến tiết tự học buổi tối một mình đâu. Nếu cậu có bị làm sao, lúc đó mình vừa nhận được điện thoại thì đi tìm cậu luôn. Mình rất sợ sẽ không đến kịp. Nhưng may mà anh Giang đã cứu cậu ra ngoài. Giang Dịch Minh á. Lúc mình chạy tới tòa nhà thí nghiệm thì thấy anh Giang bế cậu ra ngoài. Anh hùng cứu mỹ nhân trong thời điểm nguy cấp. Em tỉnh rồi à? Anh Giang. Chẳng lẽ anh đây chính là anh trai cứu mình năm xưa? Em thấy đỡ hơn chưa? Lập Hồi à, nghĩ gì vậy? Em đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh. Vậy thì tốt. Để anh gọt một ít hoa quả cho hai em. Dạ. Nếu như mình cũng được bế như thế, thì gặp hỏa hoạn mình cũng chịu. Anh ơi, tin động trời đây. Hôm nay tòa nhà thí nghiệm bị cháy, có người xông vào làm anh hùng cứu mỹ nhân. Anh tỏ ra như vậy là sao? Chẳng lẽ người đó là anh cứu? Ôi trời ơi, anh mạnh quá đi mất. Anh đã cứu ai thế? Đoán đi. Chẳng lẽ là Lộc Hồi? Trời đất, hai người là duyên phận kiểu gì vậy? Anh, sao cô ta vẫn chưa tới? Mới 1:30, vội gì? Chỉ có con đường này thôi, chắc chắn sẽ tới. Chờ chút đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đến rồi, đến rồi kìa. Đi đi đi, đi đi. Chắc chắn là không nhìn thấy anh thôi. Thấy à? Ban nãy có phải cô ta đeo tai nghe không? Anh,
Và anh phải tự nhận, có thể là anh vẫn chưa xử được người ta đâu. Câu lạc bộ nhiếp ảnh Lộc Hồi, cậu thật sự muốn gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh à? Cậu đừng vì mình mà ép bản thân quá nhé. Tình bạn của chúng ta quan trọng hơn nam thần mà. Phồn tin, đây là quyết định của mình. Được, đi thôi. Uống nước đi. Cảm ơn đàn anh Giang. Anh rất vui vì hai em có thể gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh của bọn anh. Em vẫn chưa cảm ơn việc anh đã cứu em. Thật ra anh cũng chưa giúp được gì đâu. Chủ yếu là, đàn anh à, em có thể gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh không ạ? Em biết tiêu chuẩn của câu lạc bộ các anh rất cao, nhưng để em làm thực tập sinh cũng được ạ. Hơn nữa, em chắc chắn sẽ chăm chỉ học tập. Lộc Hồi cũng sẽ giúp em. Vậy thì được. Anh rất yên tâm về năng lực của Lộc Hồi. Thế này đi, anh giới thiệu tình hình câu lạc bộ của bọn anh với hai đứa trước nhé. Dạ. Thật sự không nhìn thấy hay giả vờ không nhìn thấy chứ? Cô ta bị cận thị hay là... Em nghe bạn cùng khoa của Lộc Hồi kể, từ năm nhất đã có rất nhiều người tỏ tình với cô ta, nhưng mà cô ta chẳng để ý đến ai hết. Không nên vậy chứ. Em bảo này, hay là đổi sang thích người khác đi, anh thấy sao? Ai bảo em là anh thích cô ta? Nếu thích thì cũng là cô ta thích anh trước. Anh không thích cô ta, anh cứ dây dưa đây làm gì? Những tấm ảnh này là do các thành viên cũ của câu lạc bộ nhiếp ảnh chụp đấy. Tấm này là hồi đó bọn anh đợi hơn một tiếng vì cảnh hoàng hôn này đấy. Sau đó còn có tấm này nữa. Tấm này lúc đấy bọn anh muốn chụp cái hộ này mà đã ngồi xe lửa suốt 3 ngày 3 đêm. Còn tấm này nữa, hai em xem đi. Tấm này, đàn anh à, tấm này chụp ở đâu thế? Tấm này chụp ở Thủy Thành đấy. Em với Lộc Hồi cũng là người Thủy Thành. Đàn anh là người ở đâu vậy? Anh là người Giang Ninh. Nhưng hồi học tiểu học, anh thường đến Thủy Thành chơi. Đàn anh biết gì không? Bây giờ Thủy Thành thay đổi nhiều lắm. Sau này em có thể dẫn anh đi chơi. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Tuy chúng ta là câu lạc bộ của trường, nhưng có rất nhiều tác phẩm mà chúng ta chụp thường được giải trong các cuộc thi lớn. Rất nhiều đàn anh đàn chị xuất thân từ câu lạc bộ này đều đã trở thành nhiếp ảnh gia hàng đầu, vào trong tòa soạn nổi tiếng. Thường xuyên có người bên Cục Văn hóa và Du lịch tỉnh đến mời bọn anh đi chụp ảnh. Đỉnh quá. Nội dung tuần sau phải chụp ở thị trấn Cổ Lạc là nhiệm vụ mà Cục Văn hóa và Du lịch đưa ra. Đến lúc đấy hai em cũng đi cùng đi. Tốt quá rồi. Đúng rồi Lộc Hồi, lát nữa bọn anh sẽ tuyển thành viên mới cho câu lạc bộ, em cũng đến nhé. Em sao? Em mới vào câu lạc bộ thôi, không thích hợp lắm đâu ạ. Không sao, em cứ đưa ra một số ý kiến tham khảo là được rồi. Vậy được ạ. Lát nữa chúng ta đi ăn cơm nhé. Được, thời tiết nóng như thế. Ai vậy? Lãng Từ Châu, là người lần trước nói cậu mù mặt đấy. Đi nào đi nào. Làm gì vậy? Sao lúc nãy cô lại ngó lơ tôi? Anh có chuyện gì à? Xảy ra chuyện lớn như thế cũng phải cảm ơn ân nhân cứu mạng chứ nhỉ? Không phải, đã cảm ơn rồi mà. Chúng tôi vừa đến câu lạc bộ nhiếp ảnh cảm ơn anh Giang Dịch Minh rồi mà. Nếu không có chuyện gì nữa, chúng tôi đi trước đây. Anh à, sao họ lại đi thế? Tại sao cô ta lại nghĩ người cứu cô ta là Giang Dịch Minh? Anh, câu lạc bộ nhiếp ảnh. Xin hỏi anh tìm ai vậy? Tôi tìm Giang Dịch Minh. Chủ nhiệm câu lạc bộ vừa ra ngoài rồi. Hay là anh đã ở chỗ né một lát nhé. Lát nữa anh sẽ về thôi. Cảm ơn nhé.
Bách Khoa Toàn Thư về các chòm sao? Cậu ta còn tin cái này à? Ngày 15 tháng 9, đồ màu đỏ. Đợi đã, ngày 15 tháng 9, màu may mắn là màu đỏ. Chú ý hơn đến người mặc quần áo đỏ. Anh là ai thế? Một ngày cô gặp tôi 3 lần, cô còn hỏi tôi là ai, cô bị mù mà cả. Anh tránh ra đi. Có thể đó chính là người định mệnh của bạn. Anh, thì ra gian đại thần thích lộc hồi à? Không ngờ anh ta trông đứng đắn đạo mạo như thế mà lại giả mạo ân nhân của bạn để theo đuổi người khác. Anh à, chắc anh sẽ không nhẫn nhịn như thế chứ nhỉ? Đương nhiên là không rồi. Sao anh có thể để loại tiểu nhân này đắc chí được chứ? Vậy anh sẽ làm thế nào đây? Anh không những phải lật tẩy cậu ta, anh còn phải để cho những thiếu nữ vô tội bị cậu ta lừa nhìn rõ bộ mặt thật của cậu ta nữa. Có kế hoạch gì? Nói anh nghe thử. Tiến sâu vào doanh trại địch. Anh sẽ gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh. Kích thích thế sao? Vậy em nhất định phải giúp anh. Em phải gia nhập câu lạc bộ báo chí. Anh đi đâu vậy? Câu lạc bộ báo chí phỏng vấn cực kỳ khó. Anh dạy em với. Câu lạc bộ nhiếp ảnh. Đơn đăng ký ứng tuyển câu lạc bộ nhiếp ảnh Đại học Đức Thành. Bùn đất trên giày thể thao của cậu là do ứng tuyển ở câu lạc bộ bóng đá gì? Bên trong còn đang mặc đồ đá bóng nữa. Cậu nói câu lạc bộ nhiếp ảnh là câu lạc bộ duy nhất mà cậu muốn vào, vậy tại sao còn phỏng vấn câu lạc bộ khác nữa? Bạn học à, muốn gia nhập vào câu lạc bộ chỉ có nhiệt huyết là không đủ đâu. Tốt nhất là cậu có thể suy nghĩ kỹ, chủ nhiệm câu lạc bộ có khí thế thật đấy. Rốt cuộc cậu thích cái gì? Cậu biết đợi khi tôi phỏng vấn cậu còn có thể bình tĩnh như thế không? Em nói đi. Tuy câu lạc bộ nhiếp ảnh là câu lạc bộ xuất sắc nhất được toàn trường công nhận, nhưng chưa chắc là thích hợp với tất cả mọi người. Đừng để ý kiến bên ngoài ảnh hưởng rồi gò ép bản thân. Thật ra làm chuyện mà mình thích cũng rất tốt mà. Cũng khá mát. Bạn à, nếu cậu thật sự thích câu lạc bộ nhiếp ảnh, vậy tôi sẽ đi đá bóng. Bạn tiếp theo là ai? Tôi. Tôi cho rằng tin tức là kim dây trong lịch sử thế giới. Còn phóng viên chính là người quan sát trên con thuyền lớn mang tên xã hội này, truyền đạt lại tin tốt hoặc xấu mà bản thân nhìn thấy cho thuyền trưởng và hành khách. Tai họa lớn nhất trong xã hội này chính là cơn lũ ngôn từ. Mỗi chúng ta đều có thể trở thành người lan truyền hoặc tiếp nhận của biểu diễn. Cho nên chúng ta mới cần người làm báo chí có lòng nghi ngờ và chứng minh sự thật, có tinh thần truyền đạt sự thật khách quan chứ không phải thêm thắt lung tung vào. Cậu là sinh viên năm 2 của khoa công nghệ thông tin à? Tại sao đến năm 2 mới muốn gia nhập vào câu lạc bộ báo chí vậy? Tôi cho rằng báo chí là một công việc cần sự cẩn trọng, cần phải chuẩn bị đầy đủ. Sandstone, Pulitzer, Schopenhauer. Giới báo chí tự do nhưng phải có trách nhiệm. Một đoạn thôi mà cậu trích dẫn nhiều như vậy. Thế mà còn nói suy nghĩ của bản thân sao? Dạ dạ, đừng giận dội. Bạn Lãng, còn chuẩn bị gì khác không? Đừng nói anh không giúp em. Đến lúc cùng đường thì mở mảnh giấy này ra, mọi việc sẽ được giải quyết. Thành thật. Đây là cái quái gì vậy? Anh hại em chết rồi. Bạn Lãng à, con còn chuẩn bị gì khác sao? Tôi, nếu còn không chuẩn bị gì khác nữa thì tôi mời bạn tiếp theo nhé. Đợi đã, lần này tôi đến là vì nữ thần của tôi.
ấy cũng là người làm báo chí. Cô ấy có... Các bạn có biết điều quan trọng nhất của người làm báo chí là gì không? Các bạn không biết ư? Nhìn bản thảo các bạn viết đi. Có tác dụng gì chứ? Đã tuân theo quy tắc chưa? Có phải các bạn mang suy nghĩ chủ quan hay không? Có phải nên đánh giá sự thật này một cách khách quan không? Khả năng quan sát nhanh vậy, rồi không nhắm vào trứng không nứt. Cô ta không làm sai, thì sao lại có người nói cô ta? Sao anh lại hiểu rõ rồi đến thế? Anh là con dòi à? Có ngôn từ sắc bén. Anh thích tôi, thích gì ở tôi chứ? Anh có hiểu tôi không? Có phải anh thích người mà bản thân anh không hiểu rõ không? Anh đã nói chuyện với tôi bao giờ chưa? Mà thích tôi chứ hả? Anh thích gì ở tôi chứ? Có bộ ông lúc nào cũng giữ được sự tỉnh táo. Tôi đề nghị cậu về kiểm điểm lại vấn đề của bản thân. Sao đến tài liệu mà cậu cũng xử lý không xong? Có phải ngày nào cậu cũng chơi game hay không? Mọi thành quả đều bị một mình cậu phá hỏng hết rồi. Cậu là người vô cùng có trách nhiệm. Cậu ấy đang nói ai vậy? Hình như là Dịch Lập Cảnh. Tôi phải thừa nhận, mục đích tôi gia nhập câu lạc bộ báo chí không hề đơn giản. Nhưng tôi cho rằng phẩm chất mà người làm báo chí cần nhất là sự chân thành. Vì tôi muốn trở thành người làm báo chí như nữ thần của tôi, nên tôi muốn gia nhập câu lạc bộ báo chí. Lần này chắc là ổn rồi. Hay lắm. Nói hay lắm. Chúng ta làm báo chí, điều quan trọng nhất là sự chân thành. Nhất định phải có dũng khí thành thật. Hy vọng các bạn sau này gia nhập vào câu lạc bộ cũng có thể làm theo tôn chỉ này, trân trọng mỗi một cơ hội phỏng vấn và viết ra những bài báo hay. Anh ấy sao thế nhỉ? Bây giờ chúng ta xem hai tấm ảnh này nhé. Khi mới nhìn vào thì thật sự trông hơi giống nhau, nhưng chỉ cần quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện hai tấm ảnh này chỉ là vẻ ngoài giống, nhưng mà cái thần thì không giống. Cá nhân tôi cảm thấy tấm ảnh này so với ảnh này thì kém hơn một chút. Chắc các bạn ở đây đều đã biết rõ tác giả của hai tấm ảnh này là bạn Lộc Hồi và chủ nhiệm Giang, cũng là đương sự trong sự việc đào nhái vài ngày trước. Sự kiện này bị làm ở Mỹ lên chỉ vì một người trung tin đồn không có khả năng đánh giá nhiếp ảnh gây ra, nhưng lại khiến một cô gái thích nhiếp ảnh chịu tổn thương cực kỳ lớn. Chuyện này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ câu lạc bộ nhiếp ảnh vẫn còn thiếu sót trong việc phổ cập kiến thức nhiếp ảnh. Thêm vào đó, đương sự thân là người có tiếng nói trong giới nhiếp ảnh của trường cũng không đứng ra để đính chính ngay. Tôi cảm thấy bạn Lãng nói đúng. Thân là chủ nhiệm câu lạc bộ nhiếp ảnh mà không đứng ra đính chính ngay là vấn đề trong công việc của tôi. Bây giờ cũng không muộn. Tôi nghĩ hẳn hai tấm ảnh này đều muốn tôn vinh phong cách của Wolfgang Tillmans. Ảnh cô ấy chưa bao giờ nhấn mạnh quá nhiều vào nhân vật mà dùng một cách tưởng tượng để thể hiện cảm xúc. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tấm ảnh của bạn Lộc Hồi dùng cách rất tự nhiên để thể hiện cảm giác sức mạnh độc đáo. Như thế mới phù hợp với phong cách của Wolfgang Tillmans hơn. Việc để tôi gia nhập câu lạc bộ là món lời của các cậu. Chào mừng gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh. Đặng Ly, chúc mừng kế hoạch của chúng ta thành công. Em chỉ mời anh ăn những cái này sao? Anh, em nói anh nghe, nếu không phải em giữ được bình tĩnh từ cơ ứng biến thì suýt đã mất mặt ngay trước đám đông rồi. Nếu không ép em ra chiến trường thì em đâu có cơ hội phát huy. Cũng đúng. Anh à, anh, tiếp theo em phải làm sao đây? Đàn anh, anh nói xem, Lãng Từ Châu cũng gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh rồi. Liệu có phải câu lạc bộ của chúng ta sẽ càng lúc càng lớn mạnh không? Chắc có thể được vậy đó.
Và chúng ta sẽ có nhiều tác phẩm được đăng báo hơn. Và nói với Phồn Vinh rằng anh ấy có thể là anh trai năm đó thế nào đi. Thảo 厌束缚感